Hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh shop guitar Nhật Panza. Trong video ngày hôm nay, Gia sẽ gửi đến cho mọi người tham khảo một cây đàn classic đến từ thương hiệu Yamaha vô cùng nổi tiếng. Và đây là một trong những cây đàn full solid Grand Concert rất là nổi tiếng của Yamaha. Và cây đàn ngày hôm nay thì em chỉ bán cho thợ hoặc là những cái ai mà chơi mà kỳ cụ có kinh nghiệm về đàn Nhật đã qua sử dụng thì mới bán. Còn cây đàn này thì nếu mà khách lẻ thì em khuyên là không nên mua nha. Rồi, cây đàn đây là một cây đàn mọi người nhìn mọi người sẽ biết được luôn. Đó là một cây GC7M. Đây mọi người, mời mọi người xem tem nha. GC7M 1976, cây này là full solid nha mọi người. Mà top là Vân Sam, lưng hông là Hidden Sprawwood đó mọi người. Đó, cây này thì full solid. Cây này thì tình trạng về ngoại hình đó, thì nếu mà đã là giá sỉ rồi mọi người thì chỉ cần chụp hình thôi. Nhưng mà bây giờ là tại vì ra quay chi tiết cho mấy anh em thợ, mấy anh em có kinh nghiệm để mà làm đàn á, thì mua cây này về làm lại cũng có thể bán có lời vài triệu là chuyện bình thường nha mọi người. Đó, cây đàn này nó có một cái vết xước gỗ ở đây đã được xử lý rồi, ở bên Nhật người ta xử lý nha. Cái chỗ nào mà bên shop đã xử lý thì shop sẽ chia sẻ thật tình nha. Còn shop, còn cái chỗ này là ở bên Nhật về đó, nó nguyên bản nó gì thì mình để bán cho anh em mà thợ hoặc là người có kinh nghiệm mà chơi á, sửa đàn á, họ mua với giá rẻ để mọi người bán kiếm lời ha. Rồi, ngựa là zin chưa qua dán lại luôn nha mọi người, ngựa zin nguyên bản nè. Đó, mặt tớp ở đây thì nó cũng có chạy sơ sơ xíu, chạy vết móng tay ha mọi người. Đó, chạy vết móng tay. Đó, gót cần là nhìn vô là ghiền liền, zin nguyên bản luôn. Đó. Đó, mức gượt nha mọi người. Đó. Cái này thì trong tình trạng là chưa có dọn vệ sinh thay dây gì hết luôn nha mọi người, chưa có đụng chạm gì tới luôn á. Đó, cần đàn nè, có cấn đây xíu. Đó, thì mọi người đừng có chê mắc rẻ nha mọi người. Trước tiên mọi người muốn chê mắc rẻ thì mọi người lên Google, mọi người bấm cái mã này lên, thì giá thị trường của cây này nó sẽ rơi vào tầm khoảng từ 15 tới 18 triệu tùy theo tình trạng đàn nha. Đó, bên em bán giá sỉ và em không có bán cho khách lẻ nha. Cây này em đặc biệt là không bán cho khách chơi, khách lẻ chơi thì em không có bán nha. Anh em nào thợ và có kinh nghiệm á, vô mua, chứ em không có bán lẻ. Cây này bán lẻ thì tầm khoảng 15 triệu nha mọi người. Đó, em không bán lẻ nha mọi người ơi. Đó, cây này là em bán sỉ nha, giá sỉ và không bảo hành nha. Đó, không bảo hành, nó như là bán đứt đuôi luôn nha mọi người. Đó, rồi ai mà nhu cầu thì nhắn em nha. Cây này thì giá bán gót cần là zin hết luôn nha mọi người, zin luôn, phím ok. Mà trên clip mà em nói là chơi tốt, còn chơi tốt là mọi người mua về, mọi người dọn, mọi người làm lại thì mọi người bán có tiền nha, trên lệch nha. Chứ bây giờ em không có bán mấy cây mà chơi không được nha mọi người. Cây này thì bán cho những ai mà có tay nghề nha, thợ hoặc là người chơi lâu năm có tay nghề tự sửa cây đàn. Đó, thì cái đàn này thì action thì nó hơi cao một tí, mọi người về tự xử cái cần nha. Thì cần thì dễ lắm, nói chung là tại vì em không muốn mất thời gian để em làm thôi. Đó, thế nên bán sỉ cho lẹ mọi người ơi. Đó, âm thanh thì em đánh dở mà em còn bấm được mà, huống chi những cao thủ ha. Action này thì rất là bình thường rồi, action này hiện tại em đang chỉnh là rất là thấp rồi. Cái bass với bass mọi người. Đó, chơi vẫn tốt bình thường á mọi người ơi, nhưng mà tại vì cây này là em bán chỉ bán cho người biết chơi, biết sửa đàn thôi. Rồi, vậy nha mọi người, nếu mà anh chị nào mà là shop, anh chị nào là shop mua cây này thì nhắn cho em nha, em để lại số Zalo. Đó, nguyên bản nguyên zin, chơi tốt, về chỉnh cái cần lại nữa thôi là ok. Đó, để cho cái action nó tốt hơn một chút xíu nữa thôi là ok. Giá là 9 triệu nha mọi người, kèm thêm cái hộp luôn. Đó, quá là hấp dẫn, giá quá là hấp dẫn luôn mọi người, chơi tốt bình thường. Đó, không có vấn đề gì cả luôn. Mà lâu lâu thì em sẽ thanh lý cho mọi người một cây giống như vậy nha. Ai có nhu cầu thì nhắn cho em. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.